Phẩm hạnh thanh tịnh, phẩm thứ 8, phần 6. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở chỗ hai cây sa la mọc sóng đôi, thấy được việc vua A Xà Thế té nhào xuống đất bất tỉnh, liền bảo đại chúng rằng: Nay ta vì vua A Xà Thế mà sẽ trụ thế đến vô lượng kiếp không nhập niết bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn Như Lai nên vì vô lượng chúng sanh mà không nhập niết bàn, sao lại chỉ riêng vì vua A Xà Thế? Phật dạy: Thiện nam tử, trong đại chúng này không một ai cho rằng ta nhất định sẽ nhập niết bàn, chỉ có vua A Xà Thế tin chắc rằng ta sẽ vĩnh viễn tịch diệt nên mới té nhào xuống đất bất tỉnh. Thiện nam tử, như lời ta nói, vì vua A Xà Thế mà không nhập niết bàn, ý nghĩa sâu kín như thế ông chưa hiểu, thể hiểu nổi, vì sao vậy? Ta nói vì đó là vì hết thảy những kẻ phàm phu, nghĩa là vua A Xà Thế cùng với tất cả những ai phạm vào năm tội nghịch. Lại nữa, nói vì tức là vì hết thảy chúng sanh hữu vi, ta không bao giờ vì những chúng sanh vô vi mà trụ thế, vì sao vậy? Vô vi chẳng phải là chúng sanh. Nói A Xà Thế là chỉ chung tất cả những người có đủ các loại phiền não. Lại nữa, nói vì tức là vì những chúng sanh chưa thấy được tánh Phật. Nếu ai thấy được tánh Phật, ta không bao giờ vì họ mà ở lâu nơi thế gian, vì sao vậy? Thấy được tánh Phật thì không còn là chúng sanh. Nói A Xà Thế cũng là nói hết thảy những ai chưa phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Lại nữa, nói vì tức là vì hai chúng đệ tử của A Nan và Ca Diếp. Nói A Xà Thế đó cũng tức là chỉ chung hoàng hậu cung phi mỹ nữ trong hậu cung vua A Xà Thế cùng với hết thảy phụ nữ trong thành Vương Xá. Lại nữa, nói vì đó tức là tánh Phật. Nói A Xà đó tức là không sanh. Nói thế đó tức là oán thù. Vì không sanh tánh Phật nên oán thù là phiền não sanh ra. Vì oán thù phiền não sanh ra nên không thấy tánh Phật. Nhờ không sanh phiền não nên chắc chắn thấy được tánh Phật. Nhờ thấy được tánh Phật nên được trụ yên nơi đại niết bàn. Đó gọi là không sanh. Vì thế nên ta nói là vì A Xà Thế. Thiện nam tử, nói A Xà đó gọi là không sanh. Nói không sanh gọi là niết bàn. Nói thế gọi là pháp thế gian. Nói vì đó gọi là không ô nhiễm, vì tám pháp của thế gian không làm ô nhiễm được, nên trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp không nhập niết bàn. Vì thế nên ta nói là vì vô A Xà Thế mà trong vô lượng ước kiếp không nhập niết bàn. Thiện nam tử, lời nói sâu kín của Như Lai không thể nghĩ bàn, Phật Pháp Tăng cũng không thể nghĩ bàn, Bồ Tát Maha Tát cũng không thể nghĩ bàn, Kinh Đại Niết Bàn cũng không thể nghĩ bàn. Bấy giờ bậc đạo sư Đại Bi Thế Tôn liền vì vua A Xà Thế mà nhập tam muội nguyệt ái. Khi nhập tam muội ấy rồi liền phóng ra hào quang chói sáng, hào quang ấy trong sạch mát mẻ chiếu đến chỗ thân vua, khiến cho những ghẻ độc liền được khỏi, hơi nóng tích tụ đều rất sạch. Vua tự biết ghẻ độc đã khỏi, thân thể sạch sẽ mát mẻ, liền bảo Kỳ Đà: Ta từng nghe nói rằng khi kiếp số sắp tận sẽ ba mặt trăng cùng hiện ra, trong lúc ấy hoạn khổ của tất cả chúng sanh đều dứt hết. Nhưng nay thời kỳ ấy chưa đến, vậy hào quang này từ đâu chiếu ra mà khi chạm vào thân ta lại khiến cho nỗi khổ vì kẻ độc lập tức dứt trừ, thân thể được an vui. Kỳ Bà Tâu: Đại vương, đây chẳng phải lúc kiếp tận ba mặt trăng cùng chiếu, cũng chẳng phải ánh lửa mặt trời tinh tú, cỏ thuốc, hạt châu quý hay hào quang chư thiên. Vua lại hỏi: Nếu hào quang này chẳng phải do ba mặt trăng cùng chiếu, cũng chẳng phải do ánh sáng của hạt châu quý, vậy là hào quang của ai? Kỳ Bà thưa: Đại vương nên biết, đó là hào quang của Đức Thiên Trung Thiên chiếu ra. Hào quang ấy không có nguồn gốc, không có giới hạn, không nóng không lạnh, không phải thường, không phải diệt, không phải sắc, không phải vô sắc, không phải tướng, không phải vô tướng, không xanh không vàng, không đỏ không trắng. Vì muốn độ chúng sanh nên khiến cho chúng sanh có thể nhìn thấy được, có hình tướng để mô tả, có nguồn gốc, có giới hạn, có nóng, có lạnh, có xanh vàng, đỏ trắng. Đại vương, hào quang ấy tuy là như vậy, nhưng thật không thể mô tả, không thể nhìn thấy, cho đến không có xanh vàng, đỏ trắng. Vua hỏi: Kỳ Bà, vì nhân duyên gì mà Đức Thiên Trung Thiên phóng ra hào quang ấy? Kỳ Bà tâu: Đại vương, điềm lành hôm nay là vì đại vương đó. Trước đây đại vương có nói rằng thế gian không có vị lương y nào liệu trị được bệnh khổ trong thân tâm của ngài, nên Đức Phật phóng hào quang này trước để trị lành thân thể, sau đó mới liệu trị trong tâm cho ngài. Vua lại hỏi: Kỳ Bà, Như Lai Thế Tôn cũng biết được ý nghĩ ấy của ta sao? Kỳ Bà đáp: Ví như một người có 7 đứa con, trong 7 đứa con ấy có một đứa mắc bệnh. Lòng cha mẹ không phải là không bình đẳng, nhưng đối với đứa con có bệnh, ắt phải có phần đặt nặng hơn.
Đại vương, Như Lai cũng thế. Đối với chúng sanh, Ngài không phải là không bình đẳng, nhưng đối với người có tội, ắt phải thương tưởng đến nhiều hơn. Đối với những kẻ phóng túng buông thả, Phật sẽ đem lòng từ mà nhớ tưởng đến. Đối với người không phóng túng buông thả, lòng Phật ắt buông xả không lo. Nhưng ai là không phóng túng buông thả, đó là nói hàng Bồ Tát, trụ ở sáu địa vị. Đại vương, chư Phật Thế Tôn, đối với chúng sanh không phân biệt chủng tộc, tuổi tác già trẻ hoặc trung niên, nghèo khó hay giàu sang, cũng không phân biệt thời tiết, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, người khéo léo, kẻ hạ tiện, tôi trai tớ gái, chỉ quán xét lòng lành của chúng sanh. Nếu ai có lòng lành, Phật đều đem lòng từ mà hộ niệm. Đại vương nên biết, điểm lành này là ánh hào quang Như Lai phóng ra trong khi nhập tam muội nguyệt ái. Vừa hỏi, sao gọi là phép tam muội nguyệt ái? Kỷ Bà đáp, ví như ánh sáng mặt trăng có thể khiến cho tất cả hoa yêu bát la đều nở ra tươi sáng. Phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, có thể khiến cho căn lành của chúng sanh khai mở, vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái. Đại vương, ví như ánh sáng mặt trăng có thể khiến cho tất cả những người đi đường sanh lòng vui thích. Phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, có thể khiến cho những người tu tập tâm đạo niết bàn sanh lòng hoan hỷ, vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái. Đại vương, ví như mặt trăng từ đầu tháng cho đến đêm rằm, hình dáng và độ sáng cứ tăng dần. Phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, khiến cho căn lành của người mới phát tâm cứ dần dần tăng trưởng cho đến được đầy đủ đại bát niết bàn, vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái. Đại vương, ví như mặt trăng từ sau đêm rằm cho đến cuối tháng, hình dáng và độ sáng cứ giảm dần. Phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, hảo quang chiếu đến nơi nào thì khiến cho các phiền não dần dần diệt mất, vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái. Đại vương, ví như lúc thời tiết nóng nực, hết thảy chúng sanh thường nhớ đến ánh sáng mặt trăng, khi ánh trăng chiếu sáng thì sự nóng nực liền dứt mất. Phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, có thể giúp cho chúng sanh trừ dứt sự khổ não nóng nảy trong lòng tham dục. Có thể giúp cho chúng sanh trừ dứt sự khổ não nóng nảy do lòng tham dục. Đại vương, ví như mặt trăng tròn là vua của các tinh tú, là món cam lộ mà tất cả chúng sanh ưa thích. Phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, là vua trong các điều lành, là món cam lộ mà tất cả chúng sanh ưa thích, vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái. Vua A Xà Thế nói, trẫm nghe rằng Như Lai không cùng đi đứng nằm ngồi nói năng trò chuyện với những kẻ xấu ác, cũng như biển lớn không giữ lại xác chết, như chim uyên ương không đậu nơi nhà xí, như thích đề hoàn nhân không ở chung với loài quỷ, như chim cừu xí la không đậu trên cây khô, Như Lai cũng thế, không gần gũi những kẻ xấu ác. Nay ta làm sao có thể đến gặp Ngài? Ví như có được gặp rồi thì thân ta đây há chẳng phải sắp đọa vào địa ngục đó sao? Ta thấy rằng Đức Như Lai thả gần gũi với voi say, sư tử, cọp sói, lửa dữ bừng bừng, chứ không bao giờ gần gũi những kẻ tội ác nặng nề. Này ta nghĩ thế, còn lòng dạ nào đến đó gặp Đức Như Lai? Kỳ Bà thưa, đại vương, như người khát nước phải mau tìm đến suối nước trong, người đói cầu được thức ăn, người sợ hãi cầu cứu giúp, người bệnh cầu gặp lương y, người nóng nực cầu chỗ mát mẻ, người rét lạnh cầu được lửa ấm, nay vua cầu Phật cũng nên cầu như vậy. Đại vương, Như Lai còn vì kẻ nhất xiển đè mà diễn giảng pháp yếu, huống chi đại vương chẳng phải nhất xiển đè, sao lại không mong được đức tử bi cứu độ? Vừa nói, Kỳ Bà, ta từng nghe rằng kẻ nhất xiển đề không có lòng tin, không chịu nghe, không chịu quan sát, không hiểu nghĩa lý, vì sao Như Lai lại vì họ mà thuyết pháp? Kỳ Bà đáp, đại vương, ví như có người mắc bệnh nặng, đêm nằm mộng thấy mình đi lên cung điện một cột, ăn những kèm sữa, dầu mỡ và những chất ấy thoa lên thân mình, nằm lên cho, ăn cho, trèo lên cây khô, hoặc cùng đi chơi, cùng ngồi, nằm với loài khỉ, hoặc chìm xuống nước, ngập dưới bùn lầy, hoặc té từ trên lầu cao, núi cao, hoặc thấy rừng cây, voi, ngựa, bò, dê, hoặc thấy mặc áo xanh vàng, đỏ, đen, cười đùa, ca múa, hoặc thấy các loài chim ó, chồn, cáo, thấy răng rụng, tóc rụng, hình thể lõa lồ, cối đầu trên mình chó, nằm trong phẫn dơ, lại cùng với những người đã chết đi, đứng nằm ngồi, nắm tay nhau ăn uống, hoặc thấy phải đi qua đường đầy rán độc, hoặc thấy cùng với người đàn bà xóa tóc, ôm ấp nhau, dùng lá cây đa la làm quần áo, hoặc thấy cưỡi chiếc xe lửa hư hỏng mà đi về hướng nam. Người ấy nằm mộng như vậy rồi sanh lòng sầu não, vì sầu não nên thân bệnh càng tăng, vì bệnh nặng thêm nên thân thuộc trong nhà bèn cho người đi mời lương y. Người được sai đi mời lương y có hình thể lùn thấp, các căn tròn đủ, đầu tóc rối bời bám đầy bụi đất, mặc áo cũ rách, đi xe hư xấu.
đến nơi nói với lương y rằng ông mau mau lên xe. Lúc ấy lương y liền tự suy xét rằng nay người đi mời ta tướng mạo không tốt đẹp, nên biết rằng bệnh nhân rất khó trị, rồi lại xét rằng cho dù người đi mời ta không được xinh đẹp cũng nên xem qua ngày để biết có thể trị bệnh được hay chăng. Nếu rơi vào các ngày mùng 4, mùng 6, mùng 8, 12, 14 thì biết bệnh cũng khó trị. Rồi lương y ấy lại xét rằng cho dù ngày chẳng được tốt cũng nên xem thiên văn để biết có thể trị bệnh được chăng. Nếu xem rồi thấy rơi vào sao hỏa, sao khuê, sao mão, sao diêm la vương, sao thấp, sao mãn, những sao như vậy thì bệnh cũng khó trị. Rồi lương y ấy lại xét rằng cho dù xem sao chẳng được tốt cũng nên xem qua thời tiết. Nếu rơi vào mùa thu, mùa đông, khi mặt trời lặn, lúc nửa đêm, khi trăng lặn nên biết những lúc ấy bệnh cũng khó trị. Rồi lương y ấy lại nghĩ rằng cho dù các tướng như thế đều chẳng tốt, nhưng có khi là đúng, cũng có khi là không đúng. Ta nên đến xem qua người bệnh, nếu có phước đức thì có thể trị được, nếu không có phước đức thì điểm tốt cũng có ích gì. Nghĩ như vậy rồi liền cùng đi với người nhà bệnh nhân. Trên đường đi lại suy nghĩ rằng nếu người bệnh kia có tướng trường thọ thì có thể trị được, nếu là tướng đoạn thọ ắt không thể trị được. Ngay khi ấy trên đường đi bỗng thấy hai đứa trẻ đánh nhau, nắm đầu giật tóc, dùng gạch đá dao gậy mà ném nhau đánh nhau. Lại thấy người cầm lửa tự nhiên lửa tắt, hoặc thấy người đốn cây, hoặc thấy người kéo lê tấm da thú đi dọc theo đường, hoặc thấy vật rơi trên đường, hoặc thấy người cầm bồn chậu trống không, hoặc thấy thầy Sa môn đi một mình không có người cùng đi, hoặc thấy cọp sói quạ ó chồn cáo. Thấy những việc xấu ấy rồi lại suy nghĩ rằng từ người đi mời cho đến mọi hình tướng mà ta thấy trên đường, thảy đều là chẳng lành, vậy nên biết chắc là khó trị được bệnh. Rồi lương y ấy lại nghĩ rằng nếu ta không đến thì chẳng phải lương y, nhưng dù có đến cũng không thể trị được. Rồi lại nghĩ rằng tuy các tướng như vậy đều là chẳng lành, nhưng hãy tạm bỏ qua, cứ đến chỗ người bệnh trước đã. Nghĩ như vậy rồi liền nghe thấy bên đường vang lên những tiếng như mất mát, chết chôn, rơi nát, hư gãy, lột da, rơi té, đốt cháy, chẳng đến không thể liệu trị, không thể cứu giúp. Lại nghe từ hướng nam có những tiếng kêu của quạ ó, chim xá lợn, hoặc tiếng chó sủa, chuột kêu, tiếng chồn, thỏ, heo. Nghe những tiếng ấy rồi ông lại nghĩ nên biết rằng bệnh ấy rất khó chữa trị. Bấy giờ lương y liền vào nhà, thấy bệnh nhân ấy khi lạnh khi nóng, từng chập đau nhức, từng lóng xương, mắt đỏ rơi lệ, tai nghe tiếng ngoài xa, yết hầu thắt lại và đau, lưỡi hư rách, nhan sắc đen sậm, không tự nhấc đầu lên nổi, thân thể khô héo, không có mồ hôi, đại tiện tiểu tiện đều ngăn bít chẳng thông, thân thể sưng phù có sắc hồng đỏ khác thường, giọng nói chẳng đều khi to khi nhỏ, khắp người nổi lên những mảng màu lẫn lộn xanh vàng rất lạ, bụng trướng đầy lên, lời nói không rõ nghĩa. Thế như vậy rồi lương y mới hỏi để đoán bệnh: người bệnh này từ trước đến nay ý chí thế nào? Đáp rằng: thưa thầy, người này từ trước vốn kính tin Tam Bảo và chư thiên, nhưng nay thay đổi, lòng kính tín không còn nữa. Từ trước vốn thường vui vẻ bố thí, nhưng nay lại keo kiệt bủn xỉn. Từ trước vốn ăn ít, nhưng nay lại ăn quá nhiều. Từ trước vốn hiền hòa, nhưng nay lại xấu ác. Từ trước vốn thương yêu hiếu thuận cung kính cha mẹ, nhưng nay đối với cha mẹ không có lòng cung kính. Lương y nghe vậy rồi liền đến trước người bệnh để người xem có những mùi như mùi hương yêu bát la, mùi hương trầm thủy lẫn tạp, mùi hương tất lăng ca, mùi hương đa giả la, mùi hương đa ma la bạc, mùi hương uất kim, mùi hương chiên đàn, mùi hôi thịt nướng, mùi hôi rượu bồ đào, mùi hôi gân cốt bị đốt, mùi cá tanh, mùi phẫn thối hay không. Khi đã biết được mùi của người bệnh rồi liền đến sờ vào thân người bệnh để xem là mềm mại như lụa, như bông gòn, như hoa kiếp bối ta, hay cứng như đá, hoặc lạnh như băng, hoặc nóng như lửa, hoặc nhám như cát. Lúc ấy lương y thấy biết hết mọi tướng trạng như vậy rồi, biết chắc là người bệnh sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng ông cũng không nói chắc rằng người này sẽ chết. Ông chỉ nói với người nuôi bệnh rằng: này tôi có việc gấp phải đi, ngày mai sẽ trở lại. Bệnh nhân có muốn gì xin cứ chiều ý, đừng ngăn cản. Rồi ông trở về nhà. Hôm sau người nhà bệnh nhân đến đón lương y nói rằng: công việc của tôi chưa xong, thuốc cũng chưa chế được. Người có trí nên biết rằng như vậy là bệnh nhân chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại vương Thế Tôn cũng như vậy, đối với những kẻ nhất thiện đề, biết rõ căn tánh, nhưng cũng vì họ mà thuyết pháp. Vì sao vậy? Nếu ngài không vì họ mà thuyết pháp thì hết thảy người thế gian đều sẽ nói rằng Như Lai không có lòng đại từ bi, bởi có lòng từ bi nên mới được xưng là bậc biết hết tất cả. Nếu không có lòng từ bi sao được gọi là bậc biết hết tất cả?
vì thế nên Như Lai vì những kẻ nhất xiền đè mà thuyết pháp. Đại vương, Như Lai Thế Tôn thấy những người bệnh thường ban cho món thuốc chánh pháp, nếu người bệnh không chịu uống đó chẳng phải lỗi của Như Lai. Đại vương, những kẻ nhất xiền đè phân ra hai hạng, một là được căn lành trong hiện tại, hai là được căn lành vào đời sau. Như Lai khéo rõ biết những kẻ nhất xiền đè nên có thể vì những người được căn lành trong hiện tại mà thuyết pháp. Đối với những người đã được căn lành vào đời sau, Ngài cũng thuyết pháp. Tuy hiện thời không ích lợi gì nhưng có thể gieo nhân cho đời sau. Vì thế nên Như Lai vì những người nhất xiền đè mà thuyết giảng những điều pháp yếu. Những kẻ nhất xiền đè lại còn phân ra hai hạng. Một là những người căn tánh lanh lợi, hai là những người căn tánh trung bình. Những người căn tánh lanh lợi trong đời hiện tại có thể được căn lành. Những người căn tánh trung bình đến đời sau ắt sẽ được căn lành. Chư Phật Thế Tôn không thuyết pháp một cách vô ích. Đại vương, ví như có người sạch sẽ bị rơi xuống hố xí. Bậc tri thức hiền thiện thấy vậy thương xót liền lập tức đến nắm tóc người ấy kéo ra khỏi hố xí. Chư Phật Như Lai cũng giống như vậy, thấy chúng sanh đọa vào ba đường ác, liền dùng phương tiện mà cứu giúp khiến cho được ra khỏi. Cho nên Đức Như Lai vì những kẻ nhất xiền đè mà thuyết pháp. Vua bảo Kỳ Đà, nếu quả đúng Như Lai là như vậy, ngày mai ta sẽ chọn ngày tốt giờ lành rồi mới đến gặp ngài. Kỳ Bà tâu rằng: Đại vương, trong giáo pháp của Như Lai không có sự lựa chọn ngày tốt giờ lành. Đại vương, nhưng người mang bệnh nặng còn chẳng xem ngày giờ, thời tiết lành dữ chỉ cầu được lương y. Nay vua cũng mang bệnh nặng cầu vị lương y là Phật, không nên lựa chọn ngày tốt giờ lành. Đại vương, như lửa từ cây trên đàn và cây y lan cũng đều có tính chất thiêu đốt, chẳng khác gì nhau. Ngày lành ngày dữ cũng là như vậy. Nếu tìm đến chỗ Phật thì dù là ngày nào cũng được dứt trừ tội lỗi, xin đại vương ngay hôm nay hãy mau đến đó. Lúc ấy vua liền cho gọi một viên quan tên là Cát Tường, bảo rằng: ông nên biết là nay ta muốn đi đến chỗ Đức Phật Thế Tôn, hãy mau chóng sắp đặt đầy đủ những phẩm vật cúng dường. Viên quan tâu rằng: đại vương, lành thay, lành thay, những phẩm vật cúng dường thảy đều đã có đủ. Vua A Xà Thế và phu nhân Ngự Giá ra đi, có 12.000 cỗ xe theo hầu nghiêm trang, lại có đến 50.000 thớt voi lớn đẹp đi theo. Trên mỗi thớt voi đều có 3 người ngồi, cầm những thứ phướn, lọng, hương hoa, kỹ nhạc, các phẩm vật cúng dường đầy đủ không thiếu món gì. Quân cưỡi ngựa theo hầu có đến 180.000. Nhân dân nước Ma Già Đà nhanh chóng tụ tập đi theo vua, có đến 580.000 người. Lúc ấy hết thảy đại chúng ở thành Câu Thi Na trong khoảng 12 do diên đều được trông thấy vua A Xà Thế từ xa cùng với quyến thuộc trên đường nhanh chóng đi về hướng Phật. Bấy giờ Đức Phật bảo đại chúng rằng: nhân duyên gần gũi của hết thảy chúng sanh muốn cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không gì hơn bạn tốt. Vì sao vậy? Vua A Xà Thế nếu chẳng nghe lời Kỳ Bà thì ngày mùng 7 tháng tới đây chắc chắn sẽ phải chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì thế nhân duyên gần gũi không có gì hơn bạn tốt. Vua A Xà Thế trên đường đi lại nghe rằng vua Tỷ Lưu Ly ở xá Bà Đề đi thuyền ra biển gặp nạn lửa mà chết. Tỳ kheo Cổ Ca Ly đang còn sống bị chìm sâu xuống đất đến tận địa ngục A Tỳ. Tu Na Sát Đa làm đủ mọi việc ác nhờ đến chỗ Phật mà trừ diệt hết mọi tội lỗi. Nghe những việc ấy rồi, vua bảo Kỳ Đà: này tuy ta nghe hai việc khác nhau ấy, nhưng chưa biết chắc là có đúng thật hay không. Kỳ Bà hãy đến đây, ta muốn cùng với khanh ngồi chung một thớt voi. Ví như ta có phải rơi xuống địa ngục A Tỳ, khanh hãy nắm giữ ta lại, đừng để ta rơi xuống. Vì sao vậy? Trước đây ta có nghe rằng người đắc đạo thì không phải vào địa ngục. Bấy giờ Đức Phật bảo đại chúng rằng: vua A Xà Thế vẫn còn tâm nghi, nay ta sẽ vì vua ấy mà khiến cho sanh tâm quyết định. Lúc ấy trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Chỉ Nhất Thiết bạch Phật rằng: Thế Tôn, như trước đây Phật có dạy, hết thảy các pháp đều không có tướng nhất định, ấy là sắc không có tướng nhất định, cho đến Niết Bàn cũng không có tướng nhất định. Tại sao hôm nay Như Lai nói là sẽ vì vua A Xà Thế mà làm cho chúng, mà làm cho sanh tâm quyết định? Phật dạy: lành thay thiện nam tử, nay ta định làm cho vua A Xà Thế sanh tâm quyết định. Vì sao vậy? Nếu tâm nghi của vua có thể bị phá hoại thì nên biết rằng các pháp không có tướng cố định. Vì vậy nên ta vì vua A Xà Thế mà làm cho ông ấy sanh tâm quyết định, nên biết rằng tâm ấy là không cố định. Thiện nam tử, nếu tâm của vua ấy là cố định thì tội nghịch của vua làm sao có thể phá trừ? Bởi không có tướng cố định nên tội của vua mới có thể phá trừ được. Vì vậy nên ta mới vì vua A Xà Thế mà làm cho sanh tâm quyết định. Bấy giờ vua A Xà Thế đi đến chỗ hai cây sa la mọc sóng đôi, đến tận chỗ Phật
rồi chiêm ngưỡng Như Lai với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như một tòa núi bằng vàng ròng đẹp đẽ mầu nhiệm. Lúc ấy Đức Thế Tôn phát ra tiếng nói có 8 loại âm thanh gọi rằng: Đại Vương, vua A Xả Thế ngay khi đó liền quay nhìn hai bên, nghĩ rằng trong đại chúng đây có ai là đại vương? Ta đã là người đã phạm tội lại không có phước đức, Như Lai hẳn không gọi ta là đại vương. Lúc ấy Như Lai lại gọi một lần nữa: Đại vương A Xả Thế. Vua nghe như vậy rồi hết sức vui sướng, liền nói rằng: Hôm nay Như Lai đoái tưởng đến con mà trò chuyện, khiến con biết chắc rằng Như Lai đối với chúng sanh thật có lòng đại bi thương xót, bình đẳng như nhau. Vua liền bạch Phật: Thế Tôn, nay tâm nghi của con đã dứt hẳn. Con biết chắc rằng Như Lai thật là bậc đại sư cao trỗi hơn hết tất cả chúng sanh. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp nói với Bồ Tát Chỉ Nhất Thiết: Như Lai đã khiến cho vua A Xả Thế có tâm quyết định. Bấy giờ vua A Xả Thế bạch Phật: Thế Tôn, ví như con được đứng ngồi ăn uống cùng với đấng Phạm Vương Thích Đệ Hoàn Nhân cũng không lấy làm vui sướng, nhưng được gặp Đức Như Lai, được Như Lai gọi đến một tiếng thật hết sức hân hoan vui sướng. Vua A Xả Thế khi đó liền đem những phướn lọng hoa hương kỹ nhạc mang theo dâng lên cúng dường lễ bái dưới chân Phật và đi nhiễu quanh ba vòng cung kính về bên phải. Lễ kính xong liền ngồi sang một bên. Lúc ấy Phật dạy vua A Xả Thế: Đại vương, nay ta vì ông mà nói ra chỗ cốt yếu của chánh pháp, ông hãy hết lòng lắng nghe cho kỹ, lắng nghe cho kỹ. Người phàm phu thường nên chú tâm quá xét thân mình có 20 việc. Một, trong thân này vốn là trống không, không có các phiền não. Hai, trong thân này không có cội gốc của những căn lành. Ba, thân này đang ở trong sanh tử chưa được điều thuận. Bốn, thân này như rơi xuống hố sâu, không có nơi nào mà không đáng sợ. Năm, thân này biết dùng phương tiện gì để thấy được tánh Phật. Sáu, thân này làm thế nào tu định để thấy được tánh Phật. Bảy, thân này ở trong sanh tử thường chịu khổ, không có thường ngã tịnh. 8. Tám nạn là khó tu, nhưng thân này rất khó tránh xa tám nạn ấy. 9. Thân này thường bị những kẻ oán thù truy đuổi. 10. Trong thân này không có pháp nào có thể ngăn được các pháp hiện hữu. 11. Thân này đối với ba đường ác còn chưa được giải thoát. 12. Thân này có đủ mọi thứ tà kiến xấu ác. 13. Thân này cũng chưa được tạo lập để có thể vượt qua năm nghịch. 14. Thân này ở trong vòng sanh tử, không bờ bến, chưa vượt qua được. 15. Thân này nếu không tạo các nghiệp thì không phải chịu quả báo. 16. Thân này tự làm tự chịu, không có việc mình làm mà người khác phải nhận chịu quả báo. 17. Thân này nếu chẳng gieo nhân an vui thì không bao giờ được quả an vui. 18. Thân này nếu có tạo nghiệp thì nghiệp quả ấy không bao giờ mất. 19. Thân này do vô minh mà sanh ra, cũng do vô minh mà diệt đi. 20. Thân này trước đây, hiện nay và mai sau thường phóng túng buông thả. Đại vương, người phàm phu thường nên thực hành 20 phép quán như vậy đối với thân này. Quán xét như vậy rồi thì không còn ưa thích sanh tử. Không còn ưa thích sanh tử, ắt sẽ được hai phép chỉ và quán. Bây giờ sẽ lần lượt quán các tướng sanh trụ và diệt của tâm. Lần lượt quán các tướng sanh trụ và diệt của tâm. Rồi lại quán các tướng của định tuệ tinh tấn, giới cũng giống như vậy. Quán các tướng sanh trụ diệt rồi thì rõ biết các tướng của tâm cho đến các tướng của giới. Bây giờ sẽ không bao giờ làm các việc ác, không còn sợ chết, không sợ ba đường ác. Nếu không chú tâm quan sát 20 việc như vậy, trong lòng sẽ phóng túng buông thả, không điều ác nào không làm. Vua A Xả Thế thưa: Theo như con hiểu nghĩa Phật vừa nói, từ trước đến nay con chưa từng quan sát 20 việc như vậy nên mới làm mọi việc ác. Vì làm mọi việc ác nên phải sợ chết, sợ ba đường ác. Thế Tôn, con tự con chuốc lấy tai ương, đã làm việc ác lớn lao như thế này, cha con không có tội, con ngỗ nghịch giết hại. Nay đối với 20 việc ấy, dù có quán xét hay không thì cũng nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Phật dạy: Đại vương, tánh và tướng của hết thảy các pháp đều là vô thường, không có sự nhất định. Vì sao vua lại nói rằng nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ? Vua A Xả Thế bạch Phật: Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều không có tướng nhất định thì tội giết hại của con hẳn cũng là không nhất định. Nếu tội giết hại là nhất định thì hết thảy các pháp ắt chẳng phải là không nhất định. Phật dạy: Đại vương, lành thay, chư Phật Thế Tôn dạy rằng hết thảy các pháp đều không có tướng nhất định. Vua lại có thể biết rằng việc giết hại cũng là không nhất định. Vậy nên biết rằng việc giết hại không có tướng nhất định. Đại vương, như lời vua vừa nói, vua cha không có tội nhưng ngài đã ngỗ nghịch giết hại. Vậy cha đó là gì? Chẳng qua là cái tên gọi giả tạo. Chúng sanh đối với năm ấm mà hư vọng cho đó là cha. Trong 12 nhập, 18 giới, cái gì là cha?
Nếu sắc là cha thì bốn ấm kia lẽ ra không phải. Nếu bốn ấm kia là cha thì sắc lẽ ra không phải. Nếu sắc không và không phải sắc hợp lại là cha thì không có lý. Vì sao vậy? Vì tánh của sắc và không phải sắc không hợp lại. Đại vương, chúng sanh phàm phu đối với sắc ấm lại hư vọng cho đó là cha. Cái sắc ấm như vậy cũng không thể bị giết hại. Vì sao vậy? Vì có 10 loại sắc. Trong 10 loại ấy chỉ có một loại có thể nhìn thấy, có thể cầm nắm, có thể cân đong, có thể đo lường, có thể lôi kéo, buộc trói. Tuy có thể nhìn thấy cho đến có thể buộc trói nhưng tánh vốn chẳng trụ. Vì chẳng trụ nên không thể thấy, không thể cầm nắm, cân lường, lôi kéo, buộc trói. Tướng của sắc là như vậy, làm sao có thể giết hại? Nếu sắc là cha là có thể giết, có thể hại, nhận chịu tội báo, thì chín thứ khác lẽ ra không phải. Vì chín thứ kia không phải nên theo lẽ là không có tội. Đại vương, có 3 loại sắc: quá khứ, vị lai và hiện tại. Sắc của quá khứ và hiện tại không thể giết hại. Vì sao vậy? Quá khứ đã qua rồi, còn hiện tại trong từng khoảnh khắc luôn nối nhau diệt mất. Vì ngăn cản cái sắc tương lai hiện hữu nên gọi là giết. Một cái sắc như vậy hoặc có thể giết hại hoặc không thể giết hại. Không giết thì sắc ắt là không nhất định. Nếu cái sắc ấy là không nhất định thì việc giết hại nó cũng không nhất định. Việc giết hại là không nhất định thì tội báo cũng không nhất định. Vì sao lại nói rằng nhất định phải vào địa ngục? Đại vương, hết thảy những tội nghiệp chúng sanh gây ra có 2 loại. Một là nhẹ, hai là nặng. Nếu do nơi tâm ý và miệng gây ra thì gọi là nhẹ. Nếu do nơi thân, miệng và tâm ý cùng gây ra thì gọi là nặng. Đại vương, trong tâm ý suy nghĩ, miệng nói ra nhưng thân không làm thì chịu tội báo nhẹ. Ngày trước miệng của đại vương không ra lệnh giết, chỉ bảo chặt chân. Ví như đại vương có ra lệnh cho quan thị thần chém đứng vua cha, nhưng khi ngồi xuống mới chém thì cũng không có tội. Huống chi vua không ra lệnh sao lại có tội? Nếu vua có tội thì chư Phật Thế Tôn lẽ ra cũng phải có tội. Vì sao vậy? Tiên vương Tần Bà Sa La trước đây thường đối trước chư Phật gieo trồng các căn lành nên ngày nay mới được ở ngôi vua. Nếu chư Phật không nhận sự cúng dường thì ông ấy đã không được làm vua. Nếu không được làm vua thì đại vương không thể vì muốn trị nước mà giết hại ông ấy. Nếu này vua giết cha mà có tội thì chư Phật Thế Tôn theo lẽ cũng phải có tội. Nếu chư Phật Thế Tôn không có tội, vì sao chỉ riêng một mình vua có tội? Đại vương, trong một tiền kiếp xưa kia, Tần Bà Sa La vốn có lòng ác. Một hôm đi săn hiêu ở núi Tỷ Phú La, đi đã khắp vùng rừng núi mà không săn được con nào, chỉ gặp một vị tiên đã đạt được 5 phép thần thông. Khi gặp vị tiên ấy rồi, Tần Bà Sa La sanh lòng giận tức, độc ác, nghĩ rằng ta đi săn khắp nơi mà chẳng được con mồi nào, chính là do người này đã đuổi thú đi hết, để ra lệnh cho kẻ tả hữu giết chết vị tiên. Người ấy lúc lâm chung sanh lòng giận tức, độc ác, mất hết phép thần thông, phát lời thề rằng ta thật không có tội mà ông dùng tâm ý và miệng ngang ngược giết hại ta. Trong tương lai ta cũng sẽ làm như ông, cũng sẽ dùng tâm ý và miệng mà giết hại ông. Bấy giờ vua Tần Bà Sa La nghe như vậy rồi sanh lòng hối hận, liền cúng dường xác người đã chết. Tiên vương làm như vậy còn được chịu tội nhẹ, không đọa địa ngục, huống chi đại vương nay chẳng như thế, lại đáng đọa địa ngục chịu quả báo sao? Tiên vương tự làm trở lại tự chịu, vì sao lại khiến cho đại vương phải chịu tội giết hại? Theo như lời vua nói là vua cha không có tội, đại vương sao lại nói rằng không? Phàm người có tội, tức có tội báo. Người không tạo nghiệp ác, ắt không có tội báo. Tiên vương cha của ngài nếu không có tội, vì sao có quả báo? Tần Bà Sa La ngay trong đời này có cả quả báo thiện và quả báo ác, cho nên tiên vương cũng là không nhất định. Vì tiên vương không nhất định nên việc giết hại cũng không nhất định. Việc giết hại đã là không nhất định, vì sao lại nói rằng nhất định vào địa ngục? Đại vương, chúng sanh điên cuồng, mê hoặc có 4 loại. Một là điên cuồng vì tham lam, hai là điên cuồng vì thuốc độc, ba là điên cuồng vì chú thuật, bốn là điên cuồng vì nghiệp duyên từ trước. Đại vương, trong các đệ tử của ta cũng có 4 loại điên cuồng ấy. Tuy họ làm nhiều việc ác nhưng ta không bao giờ nói rằng những người này phạm giới. Những việc làm của họ không đưa họ đến ba đường ác. Nếu họ rất điên cuồng được sáng suốt trở lại cũng không nói rằng họ đã phạm tội. Đại vương vì tham quyền trị nước nên ngỗ nghịch giết hại vua cha, đó là điên cuồng vì tham lam mà làm như vậy, sao lại có tội? Đại vương, ví như người say rượu ngỗ nghịch giết hại mẹ mình, đến khi tỉnh rượu rồi sanh lòng hối hận, nên biết rằng nghiệp như vậy cũng không có quả báo. Vua ngày nay là trong cơn say bởi lòng tham, chẳng phải tự bản thân muốn làm. Nếu chẳng phải bản tâm làm, sao lại có tội?
Đại vương ví như người làm ảo thuật đứng ở ngã tư đường tạo ra các hình ảo hóa như nam nữ, voi ngựa, sâu chuỗi, y phục. Kẻ ngu si cho đó là thật, người có trí biết là chẳng phải thật, việc giết hại cũng như thế. Người phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại vương ví như trong khe núi có tiếng vang, kẻ ngu si cho đó là tiếng thật, người có trí biết rằng đó chẳng phải tiếng thật, việc giết hại cũng vậy. Kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại vương như kẻ có thủ oán nên giả vờ đến thân cận, kẻ ngu si cho đó thật là thân, người có trí thấu rõ mới biết rằng đó là dối trá. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại vương ví như người cầm gương soi, tự thấy được hình tượng khuôn mặt mình, kẻ ngu si cho đó là khuôn mặt thật, người có trí thấu rõ biết đó chẳng phải thật. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại vương ví như khi nắng nóng có hơi nóng bốc lên lung linh, kẻ ngu si cho đó là nước, người có trí thấu rõ biết rằng đó chẳng phải nước. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại vương ví như thành quách của loài Càn Thất Bà tạo ra, kẻ ngu si cho đó là thật, người có trí thấu rõ biết rằng đó chẳng phải thật. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại vương như người nằm mộng thấy được thọ hưởng năm món dục lạc, kẻ ngu si cho đó là thật, người có trí thấu rõ biết rằng đó chẳng phải thật. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại vương, về pháp giết hại, nghiệp giết hại, người giết hại, quả báo giết hại, cùng với sự giải thoát ta đều rõ biết ắt là không có tội. Đại vương tuy biết việc giết hại, nhưng làm sao lại có tội? Đại vương ví như người chủ tiệm rượu, nếu như không uống rượu ắt không thể say. Nhưng người tuy biết về lửa, nhưng không vì thế mà bị đốt cháy. Đại vương cũng như thế, tuy có biết việc giết hại, nhưng làm sao lại có tội? Đại vương có những chúng sanh khi mặt trời mọc thì làm đủ mọi tội lỗi, khi trăng mọc lại đi ăn trộm. Nếu mặt trời mặt trăng không mọc thì họ không tạo tội. Tuy là nhân nơi mặt trời mặt trăng mà họ tạo tội, nhưng mặt trời mặt trăng thật không có tội. Việc giết hại cũng như thế, tuy nhân nơi nhà vua mà có, nhưng vua thật không có tội. Đại vương như ở trong cung, vua thường sai làm thịt dê, nhưng trong lòng không hề sợ sệt. Vì sao riêng đối với chuyện giết vua cha lại sanh lòng sợ sệt? Tuy giữa con người và súc vật có chỗ cao quý và hèn kém khác nhau, nhưng chỗ tham sống sợ chết thì hai bên đều không khác. Vì sao đối với dê lại xem nhẹ không sợ, còn đối với vua cha lại nặng lòng lo âu buồn khổ? Đại vương, người thế gian làm tôi tớ cho luyến ái nên không được tự do tùy ý, do luyến ái sai khiến nên làm chuyện giết hại. Nếu như có quả báo, đó chính là tội của luyến ái. Đại vương không được tự do tùy ý, há có lỗi gì sao? Đại vương ví như niết bàn, chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng cũng là có. Việc giết hại cũng vậy, tuy chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng cũng là có. Với người biết hổ thẹn, ắt là chẳng phải có. Với người không biết hổ thẹn, ắt là chẳng phải không. Với người chịu quả báo thì gọi là có, với người chấp không, ắt là chẳng phải có. Với người chấp có, ắt là chẳng phải không. Người có chấp có cũng gọi là có. Vì sao vậy? Người có chấp có thì có quả báo, người không chấp có thì không có quả báo. Với người chấp thường, ắt là chẳng phải có. Với người chấp vô thường, ắt là chẳng phải không. Với người thường giữ thường kiến thì chẳng phải không. Vì sao vậy? Vì người thường giữ thường kiến thì có nghiệp quả ác, cho nên với người thường giữ thường kiến thì chẳng phải không. Vì những nghĩa ấy, tuy chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng cũng là có. Đại vương nói chúng sanh, đó là những hơi thở ra vào, rất mất hơi thở ra vào thì gọi là giết hại. Chư Phật tùy theo người thế gian, nên cũng nói là có sự giết hại. Đại vương, sắc là vô thường, nhân duyên của sắc cũng là vô thường. Do nơi nhân vô thường mà sanh ra, thì sắc làm sao là thường được? Cho đến thức cũng là vô thường, nhân duyên của thức cũng là vô thường. Do nơi nhân vô thường mà sanh ra thì thức làm sao thường được? Vì là vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên là không, vì là không cho nên vô ngã. Nếu là vô thường, khổ, không vô ngã, làm sao có chỗ gọi là giết hại? Người giết mất vô thường thì được niết bàn thường tổn, giết mất khổ thì được vui, giết mất pháp không thì được pháp thật, giết mất vô ngã thì được trần ngã. Nếu đại vương giết mất vô thường, khổ, không vô ngã, ắt cũng sánh bằng như ta. Ta cũng giết mất vô thường, khổ, không vô ngã, nhưng không vào địa ngục, sao đại vương lại phải vào?
Lúc ấy vua A Xà Thế theo lời Phật dạy mà quan sát từ sắc cho đến thức. Sau khi quan sát rồi liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay con mới biết rằng sắc là vô thường, cho đến thức cũng là vô thường. Trước đây nếu con biết được như vậy, ắt đã không tạo tội. Bạch Thế Tôn, trước đây con có nghe rằng chư Phật Thế Tôn thường vì chúng sanh mà làm bậc cha mẹ. Tuy nghe như vậy, nhưng con chưa biết có đúng thật hay không. Nay con đã biết chắc đúng là như vậy. Thế Tôn, con cũng từng nghe rằng núi Chúa Tu Di do bốn món báu hợp thành, ấy là vàng bạc, lưu ly và pha lê. Nếu có các loài chim tụ tập về đó thì cũng sẽ có cùng màu sắc như bốn món báu. Tuy nghe như vậy nhưng con chưa biết là có đúng hay không. Nay con đến chỗ Phật cũng như núi Chúa Tu Di liền có cùng một màu sắc với Phật. Vì cùng màu sắc nên biết được rằng các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thế Tôn, con thấy trong thế gian hạt y lan sanh ra cây y lan, không thấy có hạt y lan nào sanh ra cây chiên đàn. Nay con mới thấy được hạt y lan sanh ra cây chiên đàn. Hạt y lan tức là thân con đây, mà cây chiên đàn tức là tâm con. Trước đây không có cội rễ của lòng tin. Nói không có cội rễ là vì trước đây con không biết cung kính Như Lai, không tin chánh pháp chư tăng. Như vậy gọi là không có cội rễ của lòng tin. Bạch Thế Tôn, nếu con không gặp Như Lai Thế Tôn thì trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp ắt phải đọa vào địa ngục lớn, chịu vô số sự khổ não. Nay con được gặp Phật, nhờ công đức của việc gặp Phật mà phá tan được hết thảy những phiền não do tâm xấu ác của chúng sanh gây ra. Phật dạy: Đại vương, lành thay, lành thay, nay ta biết rằng vua có thể phá tan được tâm xấu ác của chúng sanh. Vua A Xà Thế thưa: Bạch Thế Tôn, nếu con thật có thể phá tan được các tâm xấu ác của chúng sanh thì dù con có thường ở tại địa ngục A Tỷ trong vô lượng kiếp vì chúng sanh mà chịu khổ não lớn cũng không cho đó là khổ. Lúc ấy trong nước Ma Giả Đà có vô số nhân dân đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì có vô số nhân dân phát tâm lớn lao như thế nên tội nặng của vua A Xà Thế liền trở nên nhẹ. Vua và phu nhân cùng với những thể nữ ở hậu cung thảy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc ấy vua A Xà Thế bảo Kỳ Đà: Này ta chưa chết mà đã được thân cõi trời, buông bỏ mạng sống ngắn ngủi mà được đời sống lâu dài, buông bỏ cái thân vô thường mà được cái thân thường còn, ta giúp cho chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là được thân cõi trời, mạng sống lâu dài và cái thân thường còn, tức là được làm đệ tử của hết thầy chư Phật. Vua nói như vậy rồi liền đem các món cờ quý, phướn, lọng, hương hoa, vòng chuỗi, kỹ nhàng tốt đẹp mà dâng lên cúng dường Phật, rồi đọc kệ tán thán rằng: Lời chân thật mầu nhiệm, khéo léo ở nghĩa câu, tạng vô cùng sâu kín, vì đại chúng nói rõ, biết bao lời rộng nghĩa, vì đại chúng lược bày, đầy đủ lời như thế, khéo chữa trị chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào được nghe lời như thế, hoặc tin hoặc không tin, cũng biết chắc lời Phật. Phật dùng lời êm ái vì chúng nên nặng lời hay êm ái cũng đều nói nghĩa thật. Vì thế nay con xin quy y Đức Thế Tôn, lời Phật đồng một vị như nước trong biển lớn, gọi là nghĩa chân thật nên không lời vô nghĩa. Nay Như Lai giảng thuyết vô lượng đủ mọi pháp, dù nam nữ già trẻ nghe rồi hiểu nghĩa thật, không nhân cũng không quả, không sanh và không diệt, đó là đại niết bàn. Nghe rồi trừ phiền não, Như Lai vì tất cả thường làm bậc cha mẹ nên biết các chúng sanh đều là con Như Lai. Thế Tôn đại từ bi vì chúng mà khổ hạnh như người vướng quỷ mị làm nhiều việc cuồng loạn. Nay con được gặp Phật, ba nghiệp đều được lành, nguyện đem công đức này hướng về đạo vô thượng. Nay con xin cúng dường Phật pháp và chúng tăng, nguyện nhờ công đức ấy tam bảo thường tại thế, hết thảy mọi công đức mà nay con sẽ được, nguyện dùng để phá tan bốn ma của chúng sanh. Con gặp phải bạn ác nên tạo tội ba đời, nay sám hối trước Phật, nguyện từ nay không phạm, nguyện hết thảy chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề, thường chú tâm nghĩ nhớ chư Phật khắp mười phương, lại nguyện cho chúng sanh dứt hẳn mọi phiền não, thấy rõ được tánh Phật như Bồ Tát Diệu Đức. Lúc ấy Phật khen ngợi vua A Xà Thế rằng: lành thay, nếu người nào có thể phát tâm Bồ Đề nên biết rằng người ấy là sự trang nghiêm cho đại chúng của chư Phật. Thuở xưa đại vương đã từng đối trước Phật Tỳ Bà Thi, lần đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong quãng thời gian đó, từ đó cho đến khi ta ra đời hôm nay, đại vương chưa từng phải đọa vào địa ngục chịu khổ. Đại vương nên biết chỉ có tâm Bồ Đề mới có được quả báo vô lượng như vậy. Từ nay trở đi, đại vương thường nên tinh tấn tu tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Nhờ nhân duyên ấy sẽ tiêu diệt được vô số những điều xấu ác.
Lúc ấy vua A-xà-thế và nhân dân cả nước Ma-già-đà cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi quanh Phật ba vòng cung kính, rồi vua từ biệt trở về cung. Về hạnh chư thiên thì như trong kinh Tạp Hoa đã giảng nói: